ngày 4 tháng 12, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra tạm giữ Ngô Văn Quỳnh, 30 tuổi, ở thôn Chúng, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, về hành vi hiếp dâm. Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 2 tháng 12, Công an xã Đông Lỗ nhận đơn của chị H, 21 tuổi, ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, trình báo việc chị bị một nam thanh niên tên Quỳnh cưỡng hiếp tại quán karaoke. Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 2 tháng 12, Quỳnh cùng một số người bạn tới quán karaoke ở thôn Chúng, xã Đông Lỗ để hát. Trong khi hát, nhóm của Quỳnh yêu cầu chủ quán gọi nhân viên nữ phục vụ là chị H. Khi chị H đến được ít phút, nhóm khách này rời khỏi phòng, chỉ còn lại Quỳnh và chị H. Quỳnh yêu cầu chị H cho quan hệ tình dục, nhưng chị H không đồng ý và chống cự, nhưng bị Quỳnh dùng vũ lực để khống chế và hiếp dâm tại chỗ. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ Quỳnh để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.